Ê bà ơi. Dạ. Bà. Dạ. Tối qua bà có lấy máy tôi bà gọi ở đâu không? Tôi có điện thoại rồi, tôi lấy cái điện thoại của ông chi. Sao có số lạ trong máy của tôi? Số lạ hả? Ừ. Hay là tối hôm qua gọi lén cho ai rồi giờ quên? Bà nói bậy đó bà. Gì nữa? Dạ. Thưa chú, thiếp con đi học. Ừ. Nè. Dạ. Hồi trưa vậy ăn cơm không? Dạ có. À. Dạ thưa chú, thiếp con đi. Ừ. Tôi cũng đi đây, lên phường à. Hôm nay có hội thảo. Phổ biến cái vấn đề quan trọng đó. Vấn đề quan trọng đó. Một vấn đề vô cực. Cho nên á, mình là người hỏi chính. Xin lỗi. Xin chào tất cả quý vị. Chào chú Tư. Dạ con. Xin mời quý vị ngồi xuống. Xin chào mừng quý vị đã đến tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Dạ. Trước hết là tôi là người chịu trách nhiệm về vệ sinh dịch tễ của phường. Bởi xin lỗi. Hôm nay mời tất cả các tổ dân phố lại để chúng điện thoại của ai? Mời anh ra ngoài. Xin lỗi. Xin quý vị hãy tắt máy điện thoại hoặc chuyển sang chế độ rung giùm. Dạ. Bởi vì nếu cứ để điện thoại di động reng trong lúc hội thảo như vậy thì hội thảo đã bị cắt ngang bởi vì hành động thiếu văn hóa đó. Mới đó mà điện thoại của ai nữa? Của ai? Chú. Xin lỗi. Nãy ấy mà quên tắt. xin lỗi mọi người, chúng ta tiếp tục. Tôi sẽ thông báo dịch cúm H5N1 đã được cảnh báo là có nguy cơ quay trở lại, bùng phát trở lại, mà phường ta là rất phức tạp, về có những hộ nuôi gia cầm rất nhiều, rồi ngay chợ rồi có nhiều người buôn bán gia cầm mà không qua kiểm dịch. Do đó chúng ta bàn biện pháp này, bàn cách nào để vận động thuyết phục họ mà có những cái gì tổ chức vệ sinh làm sao để tránh cái dịch bệnh mà nó lây lan cho cộng đồng. Bởi... Dạ tôi có ý kiến. Mời em. Tôi xin phép gọi điện về cho vợ tôi được không à? Ra ngoài, mời em ra ngoài. Tôi xin trở lại về vấn đề H5N1. Tôi có ý kiến. Mời anh ra ngoài nói điện thoại đi. Không phải, tôi phát giơ tay phát biểu ý kiến mà. Vậy hả? Xin lỗi anh, mời. Thưa bà con, nguyên nhân chính cho sự lây lan là do con gà. Đó, mà nếu mà do con gà đó thì biện pháp hữu hiệu nhất là chúng ta không nên ăn thịt gà. Bởi vì nếu không ăn thịt gà thì làm gì có người bán gà. Mà không bán gà thì làm gì có người nuôi gà mà để ăn. Mà không nuôi thì không có gà. Mà không có gà thì nó sẽ không có chuyện lây lan H5N1 qua cho người. Đó, bởi vậy tôi đang nói mà, làm gì có điện thoại ở đây vậy? Của ai vậy? Điện thoại của ai? Điện thoại của ai? Đây nè. Trời ơi. Sao bây giờ nhiều người thiếu ý thức quá, vô bệnh xá mà ồn ào quá tâm mình. Em ơi, em. Có chuyện gì vậy cô? Ồn quá. Dạ, cái gì ồn? Cái đôi guốc của em. Em đi nhẹ nhẹ thôi, giữ im lặng. Bởi vậy, mình phải giữ im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi, phải không Tâm? Vậy thì... Alo, dì Tư hả dì Tư? Ừ, dì Tư đây. Dạ, con Châu nè dì Tư. Ừ, Châu, chuyện gì đó Châu? Dì Tư ơi, thằng con của con á, nó là sao? Nó bị té cầu thang rồi Tư ơi. Trời đất ơi, nó bị té rồi có làm sao không? Dạ, con cũng không biết nữa. Trời ơi, nó bị cái gì? Nó có bị cái gì không? Dạ không. Nó không có bị gì hết nhưng mà Mày coi kỹ tay chân nó có bị gãy cái chỗ nào không? Trời ơi, nó nhỏ xíu mà. Dạ không, nó không có bị gãy tay, gãy chân gì hết á. Rồi sao con? Nó bị u một cục rồi. U một cục ở đâu? Trời ơi. Alo. Trời ơi, sao tự nhiên mà mất sóng vậy nè, trời đất ơi. Ồ, dữ vậy. Alo. Thiếp Tâm. Alo, nghe gì không?
trời ơi, thiếp không biết sao tự nhiên cái điện thoại này bình tĩnh. Cái chị bị làm sao vậy? Trời ơi, có biết làm sao được, mới nghe tới đây con túa là tức không? Điện thoại gì kỳ cục quá vậy nè. Thiếp ơi, thiếp làm ơn hãy nói nhỏ nhẹ thôi, thì nơi đây là bệnh xá, có bệnh nhân nằm lại. Xin lỗi, quên. Xin lỗi. Bà thiệt, làm tôi mất mặt quá. Chị cũng đòi xài điện thoại di động cho bằng chị, bằng em. Biết đâu tại tôi lỡ chứ bộ tôi muốn vậy sao? Alo, tôi đây. Em nè, sao sáng giờ không gọi điện thoại cho em? Ủa, cô là ai vậy? Bộ muốn quan cục lơ hả? Đúng rồi, người ta thấy anh chở người khác đi mà. Trời, thôi, cô lộn số rồi cô ơi. Ai vậy? Anh lộn số, nó tùm lum tà la. Ai mà lộn số có tôi ngồi đây à nghe. Gì? Ai mà lộn số? Đưa tôi kiểm tra coi. Tôi có lộn số thôi chứ có... Thì lộn hay cho tôi mượn tôi coi, gì dữ vậy? Đây nè, có tin nhắn nè. Tin gì? Tối nay chúng ta phải gặp nhau. Nếu anh không thương em nữa thì anh phải trả lời cho em biết. Đây nè. Đâu? Em nào vậy? Em nào ai biết em nào? Em nào mà nhắn cho ông? Tôi có biết đâu. Chẳng biết sao mà nhắn vô đây. Em nào? Trời đất ơi, ai biết em gì? Nào? Tôi dạ. Không biết đâu à. Thưa chú thím, con mới học về. Thôi, có cháu. Có cháu thì sao chứ, tôi nói Trần Long biết luôn nè. Thôi mà. Thôi cái gì, tôi hỏi ông vậy chứ, nhỏ này là nhỏ nào? Trời mà gọi cho ông như vậy chứ, ông sợ mất mặt phải không? Ông sợ mất mặt thì ông đừng có làm. Ôi, chú tôi nói thiệt nè, là sợ là cho nên là không có lưu tên vô nè, sợ tôi biết phải không? Trời ơi, số cũng đẹp lắm nghe, số cũng đẹp lắm đây nè. Trời ơi, số coi là 0903777555. Số đẹp quá mà, làm sao mà không có nhớ được, không có biết được. Em nào ông nói đi. Tôi không có nghĩ được ông, giờ ông lớn tuổi rồi, bây giờ ông còn bày đặng này em nọ là sao chứ. Tôi có biết cái gì đâu. Không biết cái rõ ràng mà không biết gì. Hả? Có xe nữa kìa. Alo, cô hả? Cô muốn gì chứ? Cô biết là cô đang phá hoại hạnh phúc gia đình của vợ chồng tôi không? Cô đang vi phạm luật hôn nhân và gia đình, cô biết không? Tôi nói thiệt á, nếu mà cô còn một lần nữa như vậy hả, thì cúp máy rồi, sợ quá cúp máy rồi. Coi, số là số nào trời? Số nào hả? Nè, số đẹp quá mà, dễ nhớ quá mà, sao thêm... ông còn làm bộ ông nói số nào nữa? Ông mà không nhớ số này thì ai mà nhớ nữa chứ? Thêm đi, đúng là cháu mà. Không gì, con coi nó vậy được không? Ai gọi cho ổng đẹp mà xứng em rồi nữa, mà nói hẹn hò nữa rồi làm sao? Thôi gì... Tôi nói thiệt với ông, tôi không có chịu nổi như vậy đâu à. Hả? Điện thoại kìa, tôi đây. Sao mày gấp lại? Mày muốn giấu giùm cho ổng hả? Mày đồng lãi với ổng phải không? Mày bên ổng phải không? Dạ, không phải thêm. Tại vì cái số nãy giờ gọi là số của bạn gái con. Số bạn gái mày, sao điện thoại vô cái máy của tao? Ừ, sao dạ. Điện vô vậy? Tại con mượn máy của chú con gọi. Cái điện thoại mày đâu? Dạ, điện thoại hết tiền. Ừ, đâu, thấy chưa? Đó làm, bà dịch ra. Bà thấy chưa? Quét tạch của bà, hả? À, không có cái hấp ta, hấp tấp. Rồi cái để trước mặt con cháu, xấu hổ. Ai mà biết đâu. Bạn gái mày đó này. Ủa mà nãy giờ thiếm la bạn con quá trời luôn, bây giờ con không biết giải thích sao. Chú nói với con đi. Thôi tao không biết mày. Thôi tao không biết. Đi thiếm giải thích với con. Quay nói chuyện mày. Thiếm. Thôi tôi không biết đâu. Thấy chưa?